Xin kính chào các bạn, các vị. Hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một trò chơi thôi. Lần này chỉ một trò nhưng chất lượng và yêu cầu cái khả năng chơi kỹ năng cực cao. Trò này tên là Shape Away và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi nó như thế nào. Đây là một tựa game mang chiến thuật hành động, yêu cầu về chúng ta có một cái trí tưởng tượng bay cao và bay xa. Mục đích của mọi người là phải về rồi đến cửa là cái cửa màu hồng, màu tím hay bất kỳ một màu gì. Tuy nhiên chướng ngại vật đặt ra rất nhiều. Ở trò này là cái điểm hấp dẫn là chúng ta sẽ tự động tạo ra cái việc quyết định là về đến đích khó khăn hay không là do chúng ta lựa chọn. Vâng, điều này mình không hề nói điều đâu. Ở đây chúng ta sẽ có những cái dụng cụ rồi đi kèm và mình sau khi tự động xây con đường của mình sẽ bắt đầu chơi. Đây, đấy, ví dụ như thế này mình sẽ nhảy lên các cái ô mà mình vừa tự xây xong. Như vậy mình đã về đích quá dễ và rất là hay. Tuy nhiên thì cái điểm khó của trò này là càng về sau càng nhiều chướng ngại vật nó khó khăn hơn. Ví dụ như ở đây mình rơi xuống cái đống nước tè này là mình chết này. Và ở đây là sẽ có một cái cưa, ngoài ra sẽ có những cái ống phọt ra những cái thứ rất là độc hại của người. Chúng ta phải xây, ví dụ như là đi qua cái chỗ này thì mình phải xây một viên gạch cho chắc ăn. Và để tránh được những cái bọn này thì mình phải tự đi qua thôi, xây tiếp một viên gạch ở đây nữa. Đến lên đây thì mình phải nhảy lên các cái độ cao khác nhau. Nhảy tiếp lên đây là như cây. Nó không yêu cầu ta phải dùng hết tất cả các item, miễn về sau, miễn chúng ta về được đích. Và mình sẽ bắt đầu bấm play. Trò này chúng ta vừa có thể nhập vào, đấy. Đó, đây mấy con này nó sẽ phọt ra và chúng ta phải nhảy qua cửa đó. Như vậy mình đã hoàn thành xong và đã qua màn thứ hai. Ở đây ví dụ như cái màn này sẽ có những cái ô bị kẻ sọc, tức nghĩa các bạn không được xây dựng lên đây, các bạn đặt vào là nó sẽ bị đẩy ra và các bạn phải xây lên những cái ô khác. Ở màn này mình qua thấy chó nào nhỉ, đó, vào đây nấp rồi, ok nấp, ok như vậy là đã về đích thành công. Những màn này quá là dễ đúng không, và bây giờ mình sẽ đi đến một cái màn rất khó cho các bạn thử xem sao. Đây là màn 10. Màn này sẽ bắt đầu với việc là chúng ta phải vượt qua một chảo lửa này. Ở đây sẽ xuống một cái cửa. Màn này dễ mà. Rồi, màn 10, mình sẽ bắt đầu xem màn 10. Cái viên gạch này là nhảy lên một lần nó sẽ tự động sập. Đấy là điều các bạn cần phải lưu ý. Và chúng ta sẽ xây, đây là cưa. Lưỡi cưa này sẽ cắt. Và nếu ta nhảy không cẩn thận sẽ bị đụng vào cưa là các bạn chết nhăn răng. Còn đây là nó sẽ tự động bắn ra các cái mũi tên. Và chúng ta phải làm sao để mà qua được những cái màn này. Vâng, một thử thách không hề dễ dành cho mình. Đạch vỡ mồm một chó sồm luôn. Rồi bình tĩnh nào Vinh ơi. Mẹ đến đi còn chết. Đúng rồi. Vũ. Rồi. Kiểu chó thì bây giờ mình cũng thắng. Rồi đấy, các bạn thấy là màn này quá khó. Màn này chơi cái gì? Nó yêu cầu chúng ta phải nhảy lên trên này, ok. Sẽ xếp một cái lò xo ở đây, lò xo để chúng ta nhảy cao hơn. Tiếp tục lên đây. Tiếp tục lên đây. Tiếp tục lên đây. Tiếp tục lên đây. Là chúng ta sẽ về đấy. Đủ má, chúng ta làm sao nhảy lên đây. Địch. Địch. Thôi chết rồi, tiểu tài bóp tay. Giỏi vãi. Vâng, như vậy là mình hoàn thành xong cái video. Đang còn màn 12 à? Giỏi ơi.